Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel. Kênh youtube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin trưa thứ 6 ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị, nền kinh tế Canada tăng trưởng trong quý 2 vượt dự báo của Ngân hàng Canada nhưng tài sản cá nhân suy giảm. Nền kinh tế Canada đã tăng trưởng với tốc độ 2,1% hàng năm trong quý 2 năm 2024, vượt dự báo của Ngân hàng Canada. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chi tiêu chính phủ cao hơn, đầu tư vào cơ cấu kỹ thuật, máy móc và thiết bị của doanh nghiệp, và chi tiêu của hộ gia đình cho các dịch vụ. Tuy nhiên, nền kinh tế đã giảm trên cơ sở bình quân đầu người trong năm quý liên tiếp, với sự sụt giảm trong xuất khẩu, xây dựng nhà ở và chi tiêu của hộ gia đình cho hàng hóa. Tăng trưởng kinh tế đã chứng lại vào cuối quý, với tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế không thay đổi vào tháng 6 và ước tính sơ bộ cho thấy không có tăng trưởng trong tháng 7. Điều này diễn ra khi Ngân hàng Canada chuẩn bị đưa ra quyết định về lãi suất tiếp theo và các nhà kinh tế dự đoán rộng rãi là sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% nữa của Ngân hàng Canada xuống còn 4,25%. Mặc dù có sự tăng trưởng, lãi suất cao đã tác động tiêu cực đến chi tiêu của hộ gia đình và thị trường lao động cho thấy dấu hiệu suy yếu. Với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 6,4% vào tháng 7, đặc biệt ảnh hưởng đến thanh niên và người nhập cư gần đây. Canada giảm mạnh số lượng sinh viên quốc tế và lao động tạm thời lương thấp đến Canada một số sinh viên quốc tế được đưa đến Canada vì bị ngược đãi chứ không phải vì học tập. Đó là lời nói của bà Phó Thủ tướng Christia Freeland hôm thứ Năm cho biết. Chương trình sinh viên quốc tế và chương trình lao động nước ngoài tạm thời của Canada đã bị lạm dụng. Bà nói chúng tôi coi sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài là những người Canada mới có rất nhiều điều để cống hiến và rất nhiều điều đã đóng góp. Đó là một điều tuyệt vời về Canada Tuy nhiên đã có một số sự lạm dụng đối với hệ thống này. Bà Freeland tuyên bố, bình luận của bà được đưa ra chỉ vài ngày sau khi thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang đang có động thái hạn chế số lượng lao động nước ngoài tạm thời có mức lương thấp tại Canada. Ngoài trừ một số ngành, đầu năm nay chính phủ liên bang cũng đã công bố mức giới hạn về số lượng sinh viên quốc tế có thể đến Canada. Dự kiến số lượng sinh viên quốc tế được cấp phép sẽ vào khoảng 364.000 trong năm nay, tức là giảm 35% so với năm 2023. Trong khi chương trình lao động nước ngoài tạm thời đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, chương trình này lại bị chỉ trích vì kiềm hãm tiền lương trong nước và khiến người lao động dễ bị lạm dụng. Theo dữ liệu của Bộ Lao động và Phát triển Xã hội Canada, số lượng vị trí lao động nước ngoài tạm thời đã tăng gấp đôi kể từ năm 2016 đó là năm sau khi đảng tự do liên bang lần đầu tiên được bầu cử vào năm 2015. Phó Thủ tướng Freeland cho biết, sự tăng trưởng của chương trình bà gọi là có ý nghĩa trong hoàn cảnh phi thường do đại dịch COVID-19 tạo ra. Bà cho biết chính phủ liên bang đã quyết định áp dụng các hạn chế vì tình hình đã thay đổi. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, chính phủ sẽ từ chối đơn xin lao động nước ngoài tạm thời hưởng lương thấp ở những khu vực mà có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên, theo Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada, đối với người sử dụng lao động sẽ có mức giới hạn là 10% nhân viên đến từ luồng lương thấp của chương trình người lao động nước ngoài tạm thời, được gọi tắt là chương trình TFW và giảm thời hạn làm việc tối đa từ 2 năm xuống còn 1 năm. số lượng sinh viên quốc tế học tập tại Canada đã giảm xuống dưới mức giới hạn của liên bang. Hiệp hội các trường đại học Canada cho biết, số lượng sinh viên bên ngoài Canada đăng ký đã giảm xuống dưới mức giới hạn mà chính phủ liên bang đặt ra cho thị thực sinh viên quốc tế trong năm nay. Bộ trưởng Di trú đã công bố mức giới hạn vào tháng 1 như một cách để kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng, số lượng sinh viên quốc tế, với lý do là gây áp lực về nhà ở, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Chính sách mới này hạn chế số lượng đơn xin thị thực du học mà chính phủ sẽ chấp nhận xử lý và dự kiến sẽ làm giảm 35% số lượng sinh viên vào năm 2024 so với năm ngoái. Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Canada, ông Gabriel Miller cho biết, sự thay đổi này thực sự sẽ lớn hơn dự đoán của chính phủ và điều đó sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính cho các trường học. Ông Miller cho biết quy định này đã gây ra sự bất ổn cho những sinh viên tương lai và việc Bộ Di trú tạm dừng xử lý thị thực trong khi chính phủ thực hiện quy định này có thể đã khiến những sinh viên này tìm kiếm nơi khác để du học. Tác động sẽ được thống kê đầy đủ hơn khi các trường biết được số lượng học sinh đến trường vào tháng 9. Hôm nay nhiệt độ ở thành phố Toronto có thể lên tới 35 độ C. Nhiệt độ và độ ẩm đã quay trở lại khu vực đại đô thị Toronto với khả năng là thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt hơn vào cuối ngày thứ Sáu. Bộ Môi trường Canada dự báo nhiệt độ cao nhất trong hôm nay là 28 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế sẽ gần đến mức 35 độ C cộng với độ ẩm. Thời tiết ở thành phố sẽ có mây và nắng trong hầu hết ngày thứ Sáu, mặc dù dự kiến là sẽ có mưa rào vào tối nay, với nguy cơ giông bão vào đêm nay và sáng sớm thứ Bảy. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày vào cuối tháng 8 thường là 24 độ C. Người dân có thể sẽ chứng kiến thời tiết thay đổi thất thường trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ngày lễ lao động. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ đạt 26 độ C vào thứ bảy, nhưng có cảm giác gần 31 độ C do độ ẩm. Vào chủ nhật thì nhiệt độ chỉ đạt mức 22 độ C và vào thứ hai thì nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất là 20 độ C. Giá xăng vào cuối tuần kéo dài này sẽ như thế nào? Các chuyên gia cho biết người dân Canada đổ đầy bình xăng trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, có thể mong đợi là giá xăng sẽ giảm. Xu hướng này đã tiếp tục diễn ra trong suốt mùa hè. Trên toàn quốc, giá xăng trung bình không chỉ thông thường là 1 đô la 56 cent một lít vào hôm thứ Năm, theo GasBuddy.com. Tính đến 1 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông, giá đã giảm 2 cent một lít so với tuần trước, giảm 8,4 cent so với mức trung bình của tháng trước và thấp hơn 13 cent so với một năm trước. Chuyên gia tại Gasbuddy cho rằng giá xăng dầu quốc gia có khả năng là sẽ tiếp tục giảm trong suốt kỳ nghỉ lễ lao động. Giá dầu diesel ở Canada cũng đã giảm xuống mức thấp nhất toàn quốc kể từ đầu năm 2022, hiện ở mức trung bình là 1 đô la 67 cent một lít. Giá xăng ở Canada hiện nay thế nào? Đối với những người đang đổ xăng, đây là giá xăng ở các khu vực khác nhau trên cả nước tính đến 1 giờ chiều theo giờ miền Đông vào thứ Năm. Ở Alberta, giá xăng là 1 đô la 48 cent một lít, ở tỉnh bang British Columbia, 1 đô la 70 cent một lít. Manitoba là 1 đô la 39 cent. New Brunswick là 1 đô la 60 cent. Newfoundland Labrador là 1 đô la 69 cent. Vùng lãnh thổ Tây Bắc là 2 đô la 06 cent. Nova Scotia là 1 đô la 62 cent. Tỉnh bang Ontario là 1 đô la 53 cent. Prince Edward Island là 1 đô la 67 cent. Quebec là 1 đô la 61 cent. Và Saskatchewan là 1 đô la 57 cent. Chuyên gia khuyên bạn nên đổ đầy bình sớm hơn dự kiến, đề phòng trường hợp giá cả có biến động nhỏ vào cuối tuần. Còn giá xăng ở Mỹ thì thế nào? Người dân Canada đi về phía nam biên giới vào dịp nghỉ lễ ngày lễ lao động, có thể phải trả ít tiền hơn khi đổ xăng tại các trạm xăng so với ở quê nhà. Tại Hoa Kỳ, giá trung bình cho xăng regular vào thứ Năm là 3 đô la 35 cent Mỹ một gallon, tương đương là 1 đô la 19 cent Canada một lít những gì bạn mong đợi cho giá xăng vào mùa thu này. Khi hầu hết người dân Canada chuyển sang sử dụng xăng mùa đông giá rẻ hơn trong vài tuần tới, cùng với nhu cầu giảm khi nhiệt độ mát mẻ hơn, giá cả dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong phần lớn mùa thu. Đến cuối năm thì chúng ta có thể thấy giá xăng giảm từ 10 đến 20 cent một lít hoặc hơn so với giá hiện nay. Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố khó có thể dự đoán trước, chẳng hạn như là căng thẳng ở Trung Đông vào mùa bão có thể tạm thời đảo ngược xu hướng giảm giá của giá xăng. Tỉnh bang Ontario cảnh báo về biện pháp kỷ luật nếu học sinh không tuân thủ lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Chỉ vài ngày trước khi năm học mới bắt đầu, Bộ trưởng Giáo dục Ontario đang nhắc nhở người dân tỉnh bang Ontario về lệnh cấm điện thoại di động sắp tới trong lớp học trên toàn tỉnh bang và cảnh báo về các biện pháp kỷ luật, bao gồm cả việc bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng. Bộ trưởng Jill Dunlop đã đưa ra những phát biểu này vào hôm thứ Năm tại một trường học ở Caledon, Ontario. Bình luận về lệnh cấm trên toàn tỉnh được công bố vào mùa xuân và có hiệu lực cho năm học 2024-2025. Chính sách mới sẽ yêu cầu điện thoại ở chế độ im lặng và để xa tầm nhìn trong giờ học. Mọi trường công lập ở tỉnh bang Ontario sẽ có cùng chính sách liên quan đến điện thoại di động. Đối với trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 6, các quy tắc đó sẽ áp dụng cho toàn bộ ngày học học sinh từ lớp 7 trở lên sẽ được phép sử dụng thiết bị của mình giữa các lớp học và vào giờ ăn trưa, nhưng sẽ phải tuân thủ lệnh cấm trong giờ học. Có thể có ngoại lệ đối với học sinh xin phép gọi điện, ví dụ như gọi cho phụ huynh, nhưng quy tắc mặc định là phải cất điện thoại đi. Để làm gương thì giáo viên và trợ lý lớp học cũng sẽ được yêu cầu không sử dụng điện thoại trừ khi đó là nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công việc. Bộ trưởng Dunlop cũng nhắc lại lệnh cấm thuốc lá điện tử tại trường học Giáo viên được hướng dẫn tịch thu các sản phẩm thuốc lá điện tử từ học sinh bị phát hiện sử dụng và thông báo ngay cho phụ huynh. Nhân viên khách sạn đình công bất ngờ trên khắp tỉnh bang Quebec. Vào thứ sáu hôm nay, hơn 2.000 nhân viên khách sạn liên kết với Liên đoàn Lao động CSN đã tổ chức đình công bất ngờ, ảnh hưởng đến 22 khách sạn tại Montreal, Sherbrooke và Quebec City. Cuộc đình công này theo sau một đợt đình công kéo dài 24 giờ vào ngày 8 tháng 8, là một phần trong chiến dịch đình công bất ngờ luân phiên nhằm thúc đẩy đàm phán hợp đồng. Các nhân viên yêu cầu tăng lương 36% trong 4 năm và chấm dứt việc sử dụng các cơ quan tuyển dụng. Các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 4 đã bị đình trệ. Các nhà quản lý khách sạn cho rằng yêu cầu của liên đoàn là quá mức và cho rằng điều kiện làm việc hiện tại đã khá tốt mặc dù họ sẵn sàng đàm phán thêm. Ông David Bergeron, phó chủ tịch của CSN, phát biểu tại một cuộc họp báo trước Hyatt Place Mojo rằng đây là thời điểm quan trọng để công nhân đình công, nhấn mạnh nhu cầu về sự đền bù công bằng khi ngành khách sạn đang kiếm được nhiều lợi nhuận. Các ca mắc ho gà đang gia tăng, đây là các triệu chứng phổ biến. Theo các quan chức y tế công cộng, bệnh ho gà tức là whooping cough hay còn được gọi là pertussis hoặc bệnh ho 100 ngày đang lây lan khắp Canada với tốc độ đáng lo ngại. Theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, ho gà là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn tấn công đường hô hấp, có thể khó phát hiện trong những ngày đầu nhiễm trùng. Các bác sĩ cho biết là nhiễm trùng có thể dẫn đến tình trạng ho mãn tính, làm suy nhược cơ thể và việc phát hiện sớm cùng với dùng thuốc kháng sinh là chìa khóa để đẩy lùi căn bệnh này một cách nhanh chóng theo cơ quan y tế công cộng ontario các triệu chứng bắt đầu bằng một bệnh hô hấp nhẹ tiến triển thành các cơn ho kéo dài có thể dẫn đến nôn mửa theo bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm tiến sĩ isaac bogot nó cũng có thể dẫn đến xuất huyết ở mắt vỡ mạch máu hoặc thậm chí gãy xương sườn ở trẻ em mặc dù bệnh này không phổ biến nhưng cũng có những trường hợp tử vong liên quan đến bệnh ho gà Chương trình tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em của Canada có tác dụng bảo vệ trẻ em khỏi bệnh ho gà. Mặc dù các ca bệnh đang gia tăng ở Ontario, Quebec và vùng Atlantic của Canada, các bác sĩ cho biết thông điệp gửi đến người dân Canada là rất rõ ràng là hãy bảo đảm tiêm vaccine đầy đủ. Nếu bạn không có bác sĩ gia đình, bạn có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa sức khỏe cộng đồng trên khắp cả nước. Vaccine này là miễn phí, dễ dàng tiếp cận và có tác dụng tốt trong việc giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bệnh này nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ chưa tiêm đủ vaccine. Tuy nhiên các bác sĩ nhanh chóng chỉ ra rằng bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh ho gà và điều quan trọng là phải trao đổi với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn. Hai người phụ nữ ở tỉnh bang Ontario đã kinh hãi khi mất hơn 80.000 đô la vì trò lừa đảo chiêu trò mới là điều tra viên ngân hàng hai phụ nữ ở tỉnh bang Ontario đã mất hơn 80.000 đô la trong một chiêu trò lừa đảo mới gọi là điều tra viên ngân hàng khi những kẻ lừa đảo giả mạo số điện thoại để đánh cắp mã truy cập và hack vào tài khoản ngân hàng. Jody Lang từ thành phố Brampton đã bị lừa 50.000 đô la sau khi làm theo chỉ dẫn từ một người mạo danh là đại diện của bộ phận chống lừa đảo của ngân hàng Scotiabank. Còn Melanie Garner từ Brockville của Ontario đã mất 34.000 đô la trong vụ lừa đảo tương tự liên quan đến một người tự xưng là từ ngân hàng rbc cả hai phụ nữ này đều được thông báo rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị xâm nhập và làm theo chỉ dẫn giả mạo của những kẻ lừa đảo này để bảo vệ tiền của mình cô lan cho biết họ nói với cô rằng tài khoản ngân hàng của cô đã bị xâm phạm và cô cần phải giao thẻ debit thẻ ngân hàng trong một phong bì cho một người nào đó gõ cửa nhà cô để giữ an toàn cho tiền của mình Cô Lan nói là cô đã làm theo hướng dẫn của họ và những kẻ lừa đảo này đã truy cập được vào tài khoản của cô. Có những số tiền rút ra và những số tiền nhập vào. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Cô Lan nói cuối cùng cô đã bị lừa 50.000 đô la. Tôi luôn nghĩ ngân hàng được cho là phải có hệ thống chống gian lận để bảo vệ chúng tôi, cô Lan nói. Scotiabank và ngân hàng ABC đã từ chối hoàn trả số tiền bị mất cấp và không thể bình luận về trường hợp cụ thể của hai nạn nhân này viện dẫn lý do bảo mật, nhưng nhấn mạnh cam kết giáo dục khách hàng về các thực hành ngân hàng an toàn. Nói rằng ngân hàng sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu dùng một lần, tức là OTP, hoặc là mã PIN, hay là mã xác thực qua cuộc gọi điện thoại, hoặc yêu cầu khách hàng thẻ ngân hàng. Melanie Gardner, một bà mẹ đơn thân từ Brockville, đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo vào tháng 7, sau khi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là từ bộ phận chống gian lận của abc Cô đã bị thuyết phục rằng tài khoản ngân hàng của mình đã bị xâm phạm và được hướng dẫn là chuyển tiền qua e-transfer để bảo vệ số tiền của mình. Cô Garner đã mất 34.000 đô la và hiện đang rất sợ hãi vì toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô đã không còn. Ngân hàng ABC đã từ chối hoàn trả tiền, cho biết rằng họ đang điều tra từng trường hợp lừa đảo riêng lẻ. ABC cũng nhấn mạnh cảnh báo của ngân hàng Scotiabank rằng đại diện hoặc nhân viên của họ sẽ không bao giờ yêu cầu mã xác minh một lần qua tin nhắn email hoặc thư thoại voicemail ngân hàng cũng cho biết họ sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng gửi tiền để bảo vệ hồ sơ của họ hay là chia sẻ liên kết đến khoản tiền gửi e transfer hay là yêu cầu tải xuống ứng dụng truy cập từ xa truy cập ngân hàng trực tuyến của khách hàng để thêm người nhận hoặc yêu cầu tham gia vào một hoạt động bí mật để ngăn chặn gian lận Trung tâm chống lừa đảo Canada CAFC báo cáo rằng người Canada đã mất gần 6 triệu đô la vào trò lừa đảo, được gọi là điều tra viên ngân hàng trong năm nay, và số nạn nhân tiếp tục gia tăng. Ngân sách thẳng dư của tỉnh bang Alberta dự đoán là tăng lên 2,9 tỷ đô la nhờ giá dầu tăng. Chính phủ Alberta dự đoán Thặng dư ngân sách đạt mức 2,9 tỷ đô la cho năm 2024-2025, tăng đáng kể so với dự báo 367 triệu đô la vào tháng 2. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ vào giá dầu cao hơn và doanh thu thuế thu nhập gia tăng. Bộ trưởng Tài chính Ned Owner cho biết, mặc dù có thặng dư, nhưng tỉnh này vẫn cần phải vay 641 triệu đô la trong ngắn hạn vì các khoản thặng dư hiện tại vẫn chưa được giải ngân. Ông nhấn mạnh là phải ngân sách cẩn trọng vì không thể chi tiêu quá mức hôm nay. Vì các giảm thuế cá nhân do thủ hiến Daniel Smith đề xuất có thể bị trì hoãn và có thể được giới thiệu trong ngân sách tiếp theo. Tỉnh dự kiến chi tiêu 73,3 tỷ đô la và thu về 76,2 tỷ đô la doanh thu. Tăng trưởng dân số dự kiến sẽ tạo thêm áp lực lên các dịch vụ công. Người chỉ trích từ phe đối lập Samir Kyan đã câu hỏi về hiệu quả của việc chi tiêu của chính phủ cho rằng các dịch vụ trong lớp học và bệnh viện không được đầu tư đúng mức. Các đám cháy rừng đã làm tăng chi phí khẩn cấp lên 573 triệu đô la trong năm nay, với 1,4 tỷ đô la còn lại trong quỹ dự phòng thảm họa. Chi phí trả nợ dự kiến giảm xuống còn 3,2 tỷ đô la, trong khi nợ được hỗ trợ bởi người nộp thuế ước tính ở mức 86,1 tỷ đô la tính đến tháng 3 năm 2025. Trình diễn Airshow ở Toronto người dân địa phương đang kêu gọi chấm dứt sự kiện gọi là gây chấn thương sau nhiều năm bị chỉ trích. Hàng năm cuối mùa hè ở Toronto được đánh dấu bằng trình diễn hàng không quốc tế Airshow Canada khi máy bay dân sự và quân sự bay qua thành phố, trong khi người dân địa phương tụ tập tại Exhibition Place để xem. Năm nay vào kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, ngày lễ lao động, đánh dấu kỷ niệm 75 năm của sự kiện này, khiến nhiều người vừa vui mừng vừa sợ hãi giống như nhiều người dùng mạng xã hội đã mô tả. Trình diễn hàng không là nguồn cảm hứng và giải trí, và là sự kiện tuyệt vời dành cho cả gia đình, ít nhất là theo thủ hiến Alberta Daniel Smith. Chỉ riêng năm nay đã có sự góp mặt của đội bay Snowbirds của không quân Canada, đội bay Red Arrows của không quân hàng gia Anh, đội trình diễn F-22 Raptor của không quân Hoa Kỳ và nhiều đội máy bay khác. Mặc dù tất cả đều là cảnh tượng ngoạn mục, nhưng cũng rất ồn ào và theo một số người là phản cảm. Trong nhiều năm, người dân Toronto, đặc biệt là những người ở trung tâm thành phố, đã phàn nàn về tiếng ồn của máy bay phản lực và khiếu nại với thành phố nhưng vẫn không thay đổi được truyền thống. Nhưng tiếng ồn không chỉ đơn thuần mang đến sự phiền hà, theo những người từ lâu đã yêu cầu chấm dứt trình diễn hàng không, tiếng ồn này tương tự như tiếng ồn mà nhiều người tị nạn mới đến thành phố đã trải qua những người đã nghe thấy tiếng ồn tương tự khi sống trong các vùng chiến sự đang diễn ra. Đối với Emin Fidan Ikulu, Phó Giáo sư Xã hội học tại Đại học Toronto lưu ý rằng, một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng gọi một buổi trình diễn hàng không ở San Diego là Disneyland thời chiến. Nó gây chấn thương sâu sắc cho nhiều người. Theo Rachel Small, nhà tổ chức Canada đứng sau World Beyond War, là một dự án vận động phản đối trình diễn hàng không cho biết nhiều người từ lâu đã nghi ngờ trình diễn hàng không thường vượt quá ngưỡng tiếng ồn của thành phố. Nhưng vào năm 2017, thành phố Toronto đã đưa ra tuyên bố rằng trình diễn hàng không ESO tuân thủ mọi quy định, bao gồm cả những quy định do Bộ Giao thông Canada ban hành liên quan đến tiếng ồn. Có lẽ đã đến lúc đánh giá lại. Cho đến lúc đó, thì các nhà hoạt động sẽ tiếp tục phản đối để chấm dứt truyền thống thường niên này. Dường như có nhiều người ghét hơn là nhiều người ủng hộ trong thời buổi này ít nhất là theo tìm kiếm trên mạng xã hội X trước đây là Twitter. Và thứ bảy, khi triển lãm hàng không bắt đầu, World Beyond War sẽ tổ chức một cuộc meeting và diễu hành ngay tại Exhibition Place với những diễn giả chia sẻ kinh nghiệm của họ về sự dữ dội của máy bay chiến đấu, cũng như là đo mức độ âm thanh của máy bay. Còn quý vị, quý vị suy nghĩ như thế nào về trình diễn Airshow hàng năm? Xin chia sẻ ý kiến của quý vị nhé! Một vụ lái xe tức giận trên đường truy tìm tài xế Tesla mà đã đánh gãy răng của một người cao tuổi ở tỉnh BC. Chính quyền đang yêu cầu công chúng giúp xác định danh tính một tài xế xe Tesla sau vụ việc lái xe giận dữ trên đường xảy ra ở North Vancouver, tỉnh BC vào đầu tháng này. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 8, khi nạn nhân, một người đàn ông ngoài 70 tuổi, đang lái xe dọc theo phố Rupert thì lúc này, một người đi xe Tesla Model 3 màu đen đã bắt đầu bám đuôi ông. Sau đó nghi phạm được cho là đã ra khỏi xe và đánh nạn nhân vào mặt bằng cây ba tông. Cảnh sát ACMP cho biết nạn nhân đã bị thương tích đáng kể ở mặt và bị mất một số răng sau vụ tấn công này. Chính quyền đã tìm được đoạn video giám sát về vụ việc và chia sẻ hai hình ảnh với công chúng vào hôm thứ Năm với hy vọng rằng ai đó sẽ nhận ra nghi phạm và báo cáo với họ. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông Nam Á có dáng người mập mạp và khoảng 30 tuổi Xe Tesla Model 3 của anh ta có vành bánh xe màu đen và kẹp phanh màu đỏ. RCMP đã yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về danh tính tài xế hoặc video từ camera gắn trên xe được ghi lại ở khu vực 1.400 phố Đường Rupert, khu vực 500 đến 700 phố Mountain Highway hoặc khu vực 400 phố Harbor Avenue vào thời điểm xảy ra vụ việc, hãy liên lạc với họ theo số 604-985-1311. Cuộc truy nã nghi phạm giết người môi giới Reuters ở Markham, người châu Á. Nghi phạm đã trốn sang Hồng Kông. Cảnh sát vùng York đã xác định Ji Son Marco Hu, 47 tuổi, sống tại thành phố Markham, là nghi phạm trong vụ sát hại Yot Yin Anita Muối, một nữ môi giới bất động sản 56 tuổi đến từ thành phố Markham của Ontario. Bà Muối được báo cáo mất tích vào ngày 9 tháng 8 và thi thể bị đốt cháy của bà đã được phát hiện ở Perry Sound của Ontario Ba ngày sau đó, cảnh sát tin rằng bà Muối mất tích tại một địa chỉ ở Stouville, Ontario, nơi bà lúc đó tiến hành giao dịch bất động sản và họ tin rằng bà đã bị nhắm tới. Nghi phạm Hu đã rời Canada vào ngày 12 tháng 8 và bay đến Hồng Kông. Theo thông tin từ cơ quan dịch vụ biên giới Canada, cảnh sát vùng York đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hu và đang yêu cầu cảnh sát Interpol Phát hành thông báo đỏ để yêu cầu bắt giữ tạm thời nghi phạm trên toàn cầu. Dù Hu đã rời Canada, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với cảnh sát theo đuổi mọi manh mối, bao gồm khả năng có sự tham gia của các nghi phạm khác. Ngoài ra thì ba thiếu niên, hai người 17 tuổi và một người 16 tuổi đã bị buộc tội liên quan đến vũ khí và gian lận trong vụ án này. Họ được cho là đã sử dụng thẻ tín dụng của bà Muối tại khu vực Toronto sau khi bà mất tích. Cảnh sát cũng đã thu giữ một chiếc xe van Mercedes-Benz và một chiếc SUV Porsche liên quan đến nghi phạm Hu. Và các cuộc điều tra tiếp tục để xác định mối quan hệ giữa Hu và bà Muối. Tokyo Smoke đóng cửa 29 địa điểm tại Canada. Tokyo Smoke sẽ đóng cửa 29 địa điểm, như một phần của đợt tái cấu trúc lớn khi nhà bán lẻ cần sa lớn này tìm kiếm sự bảo vệ từ chủ nợ. 29 cửa hàng của thương hiệu này sẽ đóng cửa theo kế hoạch tái cấu trúc mà Tokyo Smoke tuyên bố là một phần để ứng phó với nhu cầu thay đổi trên thị trường cần sa, thị trường mà đã đạt đến tình trạng bảo hòa như bong bóng trong những năm gần đây, cũng như giá của mặt hàng gây say này đang giảm. Tokyo Smoke được thành lập tại Toronto vào năm 2015, sau đó được Canopy Grove mua lại trước khi được chủ sở hữu hiện tại là OEG Retail Cannabis mua lại vào năm 2022. OEG trước đây là viết tắt của Oilers Entertainment Group, được điều hành bởi Daryl Katz là chủ sở hữu của đội hockey Edmonton Oilers chuyên nghiệp. Dưới quyền sở hữu của OEG, sự hiện diện của thương hiệu Tokyo Smoke đã tăng lên tới 167 địa điểm trên khắp Canada. Nhưng có vẻ như thời kỳ bụng nổ của ngành kinh doanh cần sa có thể đã là quá khứ, khi một trong những công ty lớn nhất trong ngành này đang lùi bước. Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo về sự sụp đổ tương tự trên thị trường cần sa vào năm 2021, một sự việc có vẻ sẽ xảy ra sau đó vài năm. Giá xe điện cần phải giảm 1/3 nếu Canada muốn đạt được mục tiêu bán hàng, theo báo cáo mới được văn phòng ngân sách quốc hội công bố. Trước khi chính sách hoặc công nghệ thay đổi, chi phí sở hữu xe điện EV cần phải giảm 31% nếu Canada muốn đạt được mục tiêu bán 60% xe điện vào năm 2030. Vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ liên bang đã công bố tiêu chuẩn sẵn có của xe điện, quy định mục tiêu doanh số xe không phát thải cho các nhà sản xuất xe hơi. Tiêu chuẩn này yêu cầu tất cả các xe hạng nhẹ, tức là light duty, mới được bán tại Canada phải là xe điện hoặc là xe hybrid cấm điện trước năm 2035. Ngoài ra còn có các mục tiêu tạm thời là ít nhất 20% tổng doanh số là xe điện vào năm 2026 và 60% vào năm 2030. Các nhà sản xuất xe hơi không đạt được các mục tiêu đó sẽ phải trả tiền vào cơ sở hạ tầng sạc. Số liệu thống kê gần đây nhất cho thấy xe điện chiếm gần 11% số xe đăng ký mới vào năm 2023, nhưng có lo ngại rằng nhu cầu của người lái xe đang chậm lại. Giá của xe điện cũng đã đẩy những chiếc xe này ra khỏi tầm với của người tiêu dùng. Theo Canadian Black Book, chi phí trung bình của một chiếc xe điện là 73.000 đô la vào năm 2023. Nhưng văn phòng ngân sách quốc hội thừa nhận rằng người tiêu dùng có thể tiết kiệm hàng ngàn đô la về lâu dài bằng cách chuyển sang xe điện. Theo báo cáo, chi phí sở hữu bao gồm giá xe và chi phí vận hành của một chiếc xe điện trong 8 năm sẽ là 62.920 đô la nếu chiếc xe được mua vào năm 2022, trong khi chi phí sẽ là 71.680 đô la cho một chiếc xe chạy bằng xăng. Chính phủ có mở rộng ưu đãi cho người tiêu dùng mua xe điện hay không? Vào năm 2019, chính phủ liên bang đã bắt đầu cung cấp ưu đãi lên đến 5.000 đô la cho những người tiêu dùng đủ điều kiện để mua hoặc thuê các nhãn hiệu và kiểu xe điện cụ thể. Chương trình này dự kiến sẽ hết hạn vào đầu năm 2025 nhưng ngân sách của đảng Tự do vào mùa xuân năm ngoái đã gia hạn chương trình này với khoản tiền bổ sung 607 triệu đô la trong hai năm. Phó Thủ tướng Christia Freeland đã được hỏi liệu chính phủ liên bang có gia hạn chương trình này thêm nữa hay không, nhưng bà đã không trả lời. Một số tỉnh bang cung cấp các ưu đãi riêng cho xe điện, nhưng báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cho thấy nhiều ưu đãi đó sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Tỉnh bang British Columbia đang giới hạn các mẫu xe đủ điều kiện nhận trợ cấp trong khi tỉnh bang Quebec sẽ giảm trợ cấp xuống 60% vào năm tới và hoàn toàn loại bỏ vào năm 2027. Về mối quan tâm về cơ sở hạ tầng sạc, báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội cũng đánh giá các trạm sạc công cộng. Mặc dù báo cáo cho biết, mục tiêu bán xe điện của chính phủ liên bang sẽ tăng nguồn cung cấp cổng sạc ở Canada thêm gần 39.000 đơn vị, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện tại có hơn 25.000 bộ sạc xe điện công cộng tại Canada, Nghiên cứu của chính phủ cho thấy cần phải lắp đặt 40.000 cổng sạc mới mỗi năm trong thập kỷ rưỡi tới để đáp ứng các mục tiêu mới. Chuyến đi đến phòng cấp cứu của bạn đang mất nhiều thời gian hơn mỗi năm. Theo một báo cáo mới, việc đi đến phòng cấp cứu đang khiến cho người dân Canada phải mất nhiều thời gian hơn mỗi một năm. Theo dữ liệu từ Viện Thông tin Y tế Canada, so với 3 năm trước, các chuyến đi mất trung bình lâu hơn từ 20 đến 30% trên khắp Canada. Báo cáo mới của viện về các chuyến thăm khoa cấp cứu và thời gian lưu trú cho thấy thời gian giữa lúc đăng ký và xuất viện đã tăng lên ở mọi tỉnh. Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, thời gian lưu trú trung bình trên khắp Canada đối với các trường hợp khẩn cấp là hơn 4,1 giờ đồng hồ. Nghĩa là 50% các chuyến thăm kéo dài 4 tiếng đồng hồ hoặc ngắn hơn. Con số này tăng 21% so với năm 2020 đến 2021 khi các chuyến thăm kéo dài 3,4 giờ đồng hồ. Đối với những trường hợp ít nghiêm trọng hơn thì thời gian nằm viện trung bình là 2,7 giờ trong năm qua, dài hơn 35% so với thời gian nằm viện 2 giờ vào năm trước đó. Đối với những người nhập viện, thời gian lưu trú trung bình đã tăng 5 giờ đồng hồ, từ mức 10,7 giờ lên 15,7 giờ đồng hồ. Mặc dù con số này trong năm 2023-2024 đã giảm so với 16,5 giờ của năm trước đó. Trên khắp các tỉnh bang, tổng số lượt khám cấp cứu đã tăng khoảng 350.000 lượt vào năm ngoái lên khoảng 15,5 triệu lượt. Con số này cũng tăng khoảng 1,5 triệu lượt so với 2 năm trước. Và ở mọi tỉnh có dữ liệu thời gian khám cấp cứu cũng tăng lên. Thời gian chờ đã tăng mạnh đặc biệt ở tỉnh bang Manitoba và Prince Edward Island Tại Manitoba, tùy thuộc vào mức độ khẩn cấp của từng trường hợp, thời gian chờ đã tăng từ 47 đến 57% trong 3 năm qua. Và tại Prince Edward Island, thời gian lưu trú trung bình cho một chuyến thăm ít khẩn cấp hơn là gần 5 giờ đồng hồ, gần gấp đôi thời gian trung bình ở Canada. 10 lý do hàng đầu mà khiến người dân Canada đến khoa cấp cứu trong năm nay. Dữ liệu mới từ báo cáo được Viện Thông tin Y tế Canada công bố, cho biết 10 lý do hàng đầu khiến mọi người phải đến khoa cấp cứu. Trong năm thứ tư liên tiếp, đau bụng và đau vùng chậu là lý do số 1 khiến mọi người đến khoa cấp cứu. Trong khi đó, lý do được nêu nhiều thứ hai là đau họng và đau ngực. Những lý do khác khiến bệnh nhân phải đến khoa cấp cứu trong năm qua bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp trên, đau lưng, rối loạn hệ tiết niệu, sưng họng, viêm họng viêm mô tế bào, nhiễm trùng da và vết thương hở. Dữ liệu cũng cho thấy thời lượng của những lần khám đó được đo bằng số giờ cần thiết để giải quyết 90% các trường hợp. Các lần khám dài nhất là rối loạn hệ tiết niệu kéo dài tới 12,3 giờ đồng hồ. Tiếp theo là đau bụng và vùng chậu kéo dài 10,3 tiếng đồng hồ, sau đó là viêm mô tế bào. Trong 4 năm qua, đau bụng và vùng chậu đứng đầu danh sách, trong khi đau họng và đau ngực đứng thứ hai đau lưng là vấn đề được nhắc đến nhiều thứ ba trong năm 2020-2021 và 2021-2022, nhưng trong hai năm qua các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính đã vươn lên vị trí thứ ba. Trong một thảm kịch đầy đau lòng, cộng đồng hockey chuyên nghiệp NHL đang tiếc thương sự ra đi của tiền đạo Johnny Gradle, 31 tuổi, là ngôi sao của đội Columbus Blue Jackets và là cựu cầu thủ của Calgary Flames. Người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn cùng với em trai Matthew, cũng là một cựu cầu thủ khúc công cầu chuyên nghiệp đã nghỉ hưu. Hai anh em vừa đến đây để tham dự lễ cưới của cô em gái. Vụ tai nạn xảy ra vào tối thứ Năm hôm qua tại New Jersey, khi hai anh em nhà Gadru đang đạp xe trên đường 551 thì bị một chiếc xe Jeep đâm trúng khi đang cố vượt các xe khác. Cả hai đều tử vong ngay tại hiện trường. Đội Calgary Flames bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc nói rằng Johnny mãi mãi là thành viên của gia đình Flames, được tất cả người dân Calgary yêu mến. Tiền đạo Black Coleman của Flames cũng chia sẻ sự đau buồn trên mạng xã hội nói rằng anh hoàn toàn suy sụp. Đội Columbus Blue Jackets cũng đã đưa ra tuyên bố gọi đây là thảm kịch không thể tưởng tượng và gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình Castro. Ủy viên NHL ông Gary Batman đã đưa ra tuyên bố về sự ra đi của hai anh em nói rằng Johnny không chỉ là một cầu thủ hockey xuất sắc. Anh ấy là một người cha tận tụy, một người chồng, con trai, anh trai và đồng đội được yêu quý. Người đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với tất cả những ai may mắn gặp gỡ anh. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine cũng đã viết trên mạng xã hội rằng ông và vợ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Castro. Johnny Castro 31 tuổi là một nhân vật quan trọng trong đội nhà nghề NHL, được Calgary Flames tuyển chọn vào năm 2011 anh đã thi đấu 8 mùa giải với Flames, ghi hơn 200 bàn thắng, và sau đó ký hợp đồng 7 năm trị giá 68,25 triệu đô la với Blue Jackets. Tiền đạo ngôi sao Johnny Gaggio để lại vợ và hai đứa con nhỏ. Cảnh sát đã buộc tội tài xế liên quan với hai tội danh gây tử vong, nghi ngờ rượu là yếu tố gây ra tai nạn. Lá của một số cây đã đổi màu và đây là lý do tại sao điều đó xảy ra. Nếu bạn nhận thấy cây cối ở một số vùng của Canada đã đổi màu sớm hơn bình thường trong những năm gần đây, bạn không hề đơn độc. Santok Singh là giáo sư sinh học tại Đại học British Columbia và là tác giả của nhiều nghiên cứu về hiện tượng này, đã nhận thấy sự thay đổi của lá ở vùng Lower Mainland của tỉnh BC, cũng như một số khu vực trên đảo Vancouver. Ông Singh cho biết ông đã quan sát thấy một số cây đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi màu sắc sớm trong những năm gần đây, đặc biệt là những cây khó phát triển đôi khi chỉ những cây già hoặc cây không phát triển tốt trong mùa trước hoặc vài mùa trước mới có thể bắt đầu có hiện tượng đổi màu lá sớm và lưu ý rằng cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu trong khu vực sự lão hóa của lá là gì ông xin cho biết sự lão hóa của lá là sự thay đổi ở lá cả hữu hình và vô hình báo hiệu sự chuyển đổi từ mùa sinh trưởng sang mùa ngủ đông của cây ngoài việc thay đổi màu sắc lá còn mất protein và trải qua nhiều thay đổi về gen và hormone trong quá trình này sau đó cây sẽ tái chế nhiều chất dinh dưỡng từ lá để sử dụng cho quá trình phát triển tiếp theo vào mùa xuân năm sau tại sao sự lão hóa của lá xảy ra khi những ngày trở nên ngắn hơn vào mùa thu này việc giảm tiếp xúc với ánh sáng sẽ làm suy yếu khả năng tạo ra thức ăn của cây thông qua quá trình quan hợp nhưng ông xin cho biết nhiều yếu tố có thể gây ra tình trạng lá già đi bất cứ lúc nào trong năm thường liên quan đến căng thẳng về môi trường như là thiếu nước khi chúng ta không thấy nhiều mưa hoặc lượng mưa không nhiều thực vật bắt đầu trải qua quá trình mà chúng ta gọi là lão hóa do hạn hán và điều đó cũng có thể khiến màu sắc cây thay đổi sớm hơn một chút các vấn đề về chất lượng đất chẳng hạn như là thoát nước kém hoặc dinh dưỡng đặc biệt là thiếu nitrogen cũng có thể gây ra quá trình này cây ven đường có thể có đất bị nén chặt không đủ chất dinh dưỡng và điều kiện nước không tốt cũng dễ bị lão hóa sớm. Tương tự như vậy, nhiệt độ cực thấp hoặc là cực cao có thể kích hoạt quá trình này. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu biến đổi khí hậu có phải là một yếu tố góp phần hay không. Chúng ta có nên lo lắng hay không? Với sự thay đổi sớm về màu lá, khả năng sống sót qua mùa đông của cây có thể bị ảnh hưởng. Những cây có lá đổi màu sớm hơn sẽ có mùa sinh trưởng ngắn hơn. Lá xanh vẫn chứa đầy diệp lục, rất quan trọng để sản xuất đường cho quá trình quan hợp ông xin cho biết ông không biết bất kỳ nghiên cứu dài hạn nào chỉ ra những vấn đề lớn mà có thể ảnh hưởng đến con người. Michelin Guide sẽ có mặt tại Quebec vào năm 2025. Cẩm nang Michelin Michelin Guide sắp có mặt tại Quebec, cùng với Vancouver và Toronto, Bell Province sẽ trở thành địa điểm thứ ba tại Canada có sách hướng dẫn Michelin Guide về nhà hàng mang tính biểu tượng này giám đốc quốc tế của Michelin Guide là Wanda Polanek cho biết bối cảnh ẩm thực của Quebec làm nổi bật di sản và truyền thống phong phú của tỉnh bang thu hút du khách tìm kiếm những trải nghiệm đáng chú ý và ngon miệng bên cạnh đó danh tiếng của Quebec về các đầu bếp nổi tiếng và tài năng mới nổi kết hợp giữa kỹ thuật nấu ăn truyền thống và kỹ thuật nấu ăn tiên tiến cũng đã khiến nơi đây trở thành điểm đến hàng đầu cho hướng dẫn Michelin Guide Lựa chọn đầu tiên của Michelin Guide ở Quebec sẽ ra mắt vào năm 2025. Các thanh tra viên ẩn danh đã có mặt tại Quebec để đánh giá những địa điểm tốt nhất trong tỉnh. Họ sẽ trao tặng 1, 2 hoặc 3 sao cho các nhà hàng có ẩm thực vô song. Ngoài phần bíp gourmet, nêu bật các nhà hàng mà có đồ ăn chất lượng với giá cả tuyệt vời. Michelin đang hợp tác với Liên minh Công nghiệp Du lịch Quebec trong dự án này. Để được xếp hạng trong hướng dẫn thì các nhà hàng phải đáp ứng 5 tiêu chí như sau. Thứ nhất là sản phẩm chất lượng, thứ hai là sự hài hòa của hương vị, thứ ba là sự thành thạo các kỹ thuật nấu ăn. Tính cách của đầu bếp được phản ánh trong món ăn, tính nhất quán giữa mỗi lần ghé thăm và trong toàn bộ thực đơn. Mỗi nhà hàng được kiểm tra nhiều lần trong năm. Những điểm mới bổ sung vào hướng dẫn được công bố vào năm 2024 là Mexico và Texas. Công ty Google đang cân nhắc xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn gần Sài Gòn, đánh dấu lần đầu tiên một công ty công nghệ lớn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam. Dự kiến trung tâm dữ liệu hyperscale này có thể hoàn thành vào năm 2027 và tiêu tốn từ 300 triệu đến 650 triệu đô la Mỹ. Đầu tư này sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn lớn vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điều mà trước đây gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng yếu kém. Google quyết định đầu tư do số lượng khách hàng dịch vụ đám mây lớn và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số tại việt nam đặc biệt là sự phát triển của youtube hiện tại các nhà điều hành trung tâm dữ liệu hàng đầu tại việt nam là idc bkmax và vnpt mặc dù thị trường việt nam đã gặp khó khăn vì thiếu hụt điện năng ưu đãi đầu tư kém hấp dẫn và cơ sở hạ tầng internet yếu Google vẫn mở văn phòng đại diện tại đây và tuyển dụng kỹ sư cũng như chuyên gia tiếp thị. Google cũng sẽ cung cấp 40.000 học bổng cho các khóa học AI cơ bản và 350.000 đô la Mỹ cho 20 startup AI được chọn. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay thì đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7422 đô la Mỹ và bằng 0,6699 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.518 đồng Việt Nam 1 đô la Mỹ tương đương 24.993 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.498,49 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.371 đô la Canada. Và đó là những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới trong một video tiếp theo. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.